chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Top 10 sự thật thú vị của Ghana Free Fire. Ở series này, chúng tôi sẽ bật mí những sự thật thú vị mà các bạn có thể chưa biết về các tuyển thủ, streamer cũng như các đội tuyển của Ghana Free Fire. Ở tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về anh chàng cực kỳ điển trai, đó là Phú Đại TV của đội tuyển AFK. Phú Đại là một cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng Free Fire. Tên thật của Phú Đại là Bùi Thiên Phú, sinh ngày 9 tháng 11 tại Cần Thơ. Phú Đại tham gia vào quân đoàn AFK, một quân đoàn của AS Mobile dẫn dắt, và anh chơi ở vị trí sát thương chủ lực và kêu gọi giao tranh. Tại đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, Phú Đại đã có một pha giao tranh phải nói là đáng ngưỡng mộ. Top 10 sự thật thú vị ngày hôm nay sẽ bật mí cho các bạn những điều vô cùng bất ngờ về chàng tuyển thủ kiêm streamer này. Cùng khám phá ngay thôi nào. Điều đầu tiên, AFK là quân đoàn duy nhất mà Phú Đại tham gia. Từ ngay những ngày đầu bước chân vào giới gaming, AFK là quân đoàn đầu tiên và cũng là duy nhất mà Phú Đại tham gia. Là một người chăm chỉ theo dõi kênh của AS Mobile, và ngưỡng mộ đó đã tạo động lực để Phú Đại xin tham gia vào AFK. Phú Đại tham gia vào quân đoàn AFK từ tháng 4 năm 2018, tới nay cũng đã được 2 năm. Từ ngày mới bước chân vào quân đoàn này, Phú Đại được thỏa mãn đam mê của bản thân, và anh ta luôn tích cực rèn luyện để trở thành một game thủ chuyên nghiệp hơn. Tại đây, từ một người ít nói và ngại giao tiếp với người lạ, anh đã thay đổi rất nhiều, cởi mở và thân thiện hơn trước nữa. Anh chia sẻ rằng, thà không bắn giải nữa chứ không bao giờ rời bỏ AFK. 2. Ý nghĩa của cái tên Phú Đại. Trước đây, Phú Đại từng biết đến với một biệt danh khác là Phú DZ, nghĩa là Phú đẹp trai ấy mà. Nhưng về sau, cảm thấy bản thân mình đã quá đủ đẹp trai không cần nhắc lại, và muốn ghi thêm những dấu ấn sâu đậm hơn trong lòng người hâm mộ, anh đã đổi biệt danh và cái tên như bây giờ, Phú Đại. Đây là biệt danh của anh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, là cái tên gắn liền với nhiều kỷ niệm thời học sinh. Vậy nên, anh đã quyết định để cái tên này gắn bó với mình, tạo ra một sự khác biệt và không thể lẫn đi đâu được. Với vẻ mặt hiền lành pha chút đáng yêu, ít ai đoán được rằng anh chàng này có những lúc khá nóng tính và cục cằn. Phú Đại chia sẻ, tại mùa giải đấu trường sinh tồn mùa xuân 2019, vì tật xấu này mà anh đã làm ảnh hưởng tới cả team. Khi được mọi người góp ý, anh đã cục cằn, không nghe lời và hậu quả khiến cả team bị gãy 2 game, mất đi cơ hội đi tiếp. Điều này đã khiến cho Phú Đại rất buồn và day dứt. Lúc này, anh đã có ý nghĩ sẽ tạm biệt game. Nhưng trong lúc nản chí nhất, Phú Đại đã nhận được những lời động viên, chia sẻ từ người anh cả, AS Mobile. Và một lần nữa, sự quyết tâm cùng team làm lại đã khiến cho Phú Đại thêm những cảm xúc dâng trào trong anh. 4. Luôn biết cách tạo ra dấu ấn của bản thân để không đứng sau cái bóng của AS Mobile. AS Mobile là một trong những streamer nổi bật nhất trong cộng đồng Free Fire và là người tạo ra quân đoàn AFK. Vì vậy, có rất nhiều ý kiến cho rằng những cái tên của AFK nói chung và Phú Đại nói riêng luôn là đứng sau cái bóng của AS Mobile. Thế nhưng, Phú Đại luôn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng anh là một người có dấu ấn riêng biệt và không ngừng nỗ lực phát triển sự nghiệp của bản thân. Phú Đại đã dành rất nhiều thời gian để chơi game và nâng cao kỹ năng của bản thân. Bên cạnh đó, anh rất ham học hỏi. Ngoài việc là một tuyển thủ, anh còn là một streamer chăm chỉ. Có thể thấy, Phú Đại rất chăm chút cho kênh YouTube của mình. Kênh của anh có khá nội dung hấp dẫn và thu hút người xem. Ngoài những lúc chơi game, Phú Đại còn thường xuyên suy nghĩ, tìm tòi cách để edit một video hay hơn, tốt hơn để gửi đến người xem nữa đấy. 5. Trong 9 tháng làm streamer, Phú Đại đã đạt được nhiều thành tích đáng chú ý. Ngoài việc là một tuyển thủ, Phú Đại còn được mọi người biết đến là một streamer. Với vẻ ngoài điển trai, lối chơi tinh tế và cách nói chuyện duyên dáng, Phú Đại được rất nhiều bạn bè yêu quý. Bắt đầu bước chân vào giới streamer khá muộn, tức là tháng 7 năm 2019. Nhưng với sự nỗ lực của bản thân, anh đã bắt đầu có được những thành công nhất định. Kênh YouTube đạt 49.000 người theo dõi, fanpage có 101 người theo dõi, các bài viết đều có tương tác cao. Nhưng những con số đó không phải thứ Phú Đại muốn hướng đến. Điều thực sự mang lại cho anh niềm vui, niềm hạnh phúc trong công việc, đó chính là được nhiều người yêu thích và hâm mộ. Tại đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, Phú Đại nhận được rất nhiều lời chúc, lời cổ vũ từ fan hâm mộ của mình. Đó chính là những động lực để bản thân cố gắng hơn và quyết tâm cùng đồng đội đạt được những thành tích cao trong trận chung kết sắp tới đây. 6. Nghiện xem Doraemon.
Hẳn trong chúng ta, ai cũng có một tuổi thơ với những cuốn truyện tranh và những thước phim về chú mèo máy Doraemon đúng không nào? Phú Đại cũng như vậy. Tới tận bây giờ, anh vẫn còn xem Doraemon. Sau mỗi giờ live và luyện tập game, anh luôn có thời gian để xem những tập phim về Doraemon, giúp cho tinh thần được thoải mái hơn. Phú Đại chia sẻ, ngay cả khi có những chuyện buồn, anh cũng xem Doraemon để vượt phiêu lưu cùng những nhân vật. Và vào thế giới diệu kỳ đó, Phú Đại cảm thấy vui vẻ hơn. 7. Là một người có phong cách chụp ảnh riêng biệt. Với các game thủ, chúng ta luôn cảm thấy họ có một sự mạnh mẽ, lạnh lùng, thì ở Phú Đại luôn có một sự đáng yêu. Hầu hết những bức ảnh anh đăng trên Facebook đều thể hiện rõ điều này. Anh chàng bật mí rằng app B612 chính là tuyệt chiêu giúp những bức ảnh của anh trở nên đáng yêu và lung linh hơn. Bên cạnh đó, không khó để bắt gặp những biểu cảm cute của anh chàng này trong những lần livestream hay cả trong những trận đấu nữa. Chính sự đáng yêu, duyên dáng này đã thu hút rất nhiều các fan nữ và giành được nhiều sự yêu mến từ tất cả mọi người. 8. Phú Đại là một anh chàng đào hoa. Tuy theo đuổi phong cách cute, nhưng Phú Đại là một anh chàng chuẩn men thật sự đấy nhá. Bằng chứng là anh đã làm sao xuyến biết bao nhiêu con tim. Từ thời đi học, Phú Đại đã một anh chàng rất nhiều bạn nữ thích rồi. Cho đến hiện tại, khi đã trở thành một tuyển thủ, một streamer, anh lại càng khiến cho các fan hâm mộ đổ nứ đừ đừ luôn. Phú Đại nhận được rất nhiều những lời tỏ tình từ các fan nữ. Đào hoa là vậy, nhưng bí mật hiếm người biết là anh chàng này lại khá là nhát gái và ngại ngùng. Cháu ăn cơm chưa? Hiện tại, Phú Đại vẫn chưa có bạn gái. Đây chính là một trong 10 bí mật thú vị nhất muốn gửi tới những cô nàng nào đang thầm thương trộm nhớ anh chàng Phú Đại đấy nhá. 9. Là một anh chàng đảm đang. Nhiều người sẽ mặc định rằng tuyển thủ sẽ chỉ biết chơi game và cuộc sống của họ cũng chỉ diễn ra xung quanh các thiết bị điện tử. Thế nhưng, với Phú Đại thì nó lại hoàn toàn khác. Ngoài việc chơi game, luyện game theo thời gian biểu định sẵn hàng ngày, anh còn dành thời gian để giúp đỡ gia đình. Ngay từ nhỏ, do bố mẹ hay phải đi làm xa, anh đã có ý thức tự lập và biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Chính vì vậy, anh chàng đã biết hết tất cả các việc nhà. Đặc biệt, Phú Đại còn nấu ăn rất ngon nữa đó. Trứng rán và thịt kho là hai món ăn mà anh chàng cực kỳ tự tin khi nấu, có công thức riêng của chính bản thân mình. Khi còn là một sinh viên, để bươn trải và giúp đỡ bố mẹ, anh cũng từng đi làm phục vụ tại một bếp nướng. Chính điều đó đã khiến cho Phú Đại thành một anh chàng khéo léo và đảm đang, không kém gì các chị em đâu nhá. 10. Những sở thích trong game. Alok là nhân vật mà Phú Đại rất thích và hay dùng trong game. Bởi lẽ, nhân vật này có khả năng cơ động, rất thích hợp cho những người có lối chơi di chuyển thường xuyên như Phú Đại. Hai khẩu súng mà anh ta hay dùng đó là XM8 và MP40, với lối bắn đi sân để tăng thêm sự căng thẳng và đánh lạc hướng của địch trong ván chơi. Đảo quân sự chính là bản đồ mà Phú Đại yêu thích. Tuy nhiên, khi chơi game cùng các bạn nữ, để cho ván game trở nên dễ dàng và mang không khí vui vẻ, anh lại thích bắn ở đảo thiên đường hơn. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, Phú Đại đã thay đổi từng ngày và trở nên tiến bộ hơn rất nhiều. Trong các cuộc đấu, anh cũng như team của mình chưa nhận được bất kỳ giải thưởng hay thứ hạng cao nào. Nhưng không vì thế mà Phú Đại nản chí, rời bỏ sự nghiệp game thủ của mình. Trong cộng đồng Free Fire, Phú Đại cũng đang là một streamer được rất nhiều bạn trẻ yêu mến và ủng hộ. Với niềm đam mê và sự nghiêm túc trong luyện tập, anh đang ngày càng chứng tỏ được năng lực của bản thân qua những trận đấu của đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020. Trong trận chung kết tới đây, Phú Đại cùng với AFK hứa hẹn sẽ bùng nổ và mang lại nhiều điều bất ngờ cho người xem. Trong tập hôm nay, chúng ta đã biết được những sự thật thú vị về anh chàng Phú Đại của quân đoàn AFK. Ở tập sau, các bạn muốn Gaena Free Fire bật mí về những tuyển thủ hay streamer nào nhỉ? Hãy comment ngay xuống phía dưới video này cho chúng tôi biết nhé! Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu Esports đỉnh cao.